Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60. Con này là bản dựng các bác nhé. Thì nó dựng những cái gì em sẽ nói ngay sau đây thôi. Thì trước tiên ấy, là cái nắp lưng này là cái nắp lưng mới tinh các bác nhé. Kể cả từ kính cam các thứ đều mới tinh các bác nhé. Thì tạm thời em sẽ để nó ra một bên. Thực ra ấy, thì là cái nắp lưng cũ của nó còn các bác nhé. Cái nắp lưng cũ rồi. Nó còn nguyên cả cái số email ở đây này. Nắp lưng cũ ấy, này hơi mờ. Nhưng mà cái nắp lưng cũ này thì nó hơi xước ấy, nó hơi xước và kính cam nó hơi xước, cho nên là em đã thay thay luôn bằng cái nắp lưng mới nhé. Thì cái nắp lưng mới này là nó sẽ không có cái số email ở đây nhé, và cái con này nó là bản T-Mobile chuẩn các bác nhé, không phải là bản dựng số email hay là không phải là bản screen đâu, nó là bản T-Mobile chuẩn các bác nhé. Thì trước tiên ấy, cũng sẽ nói luôn cho các bác là cái con này là trước đây nó bị hỏng cái bộ màn hình, dẫn đến là em phải mua cái bộ màn hình mới tinh về để thay cho nó. Tuy nhiên ấy, thì trong quá trình em mua cái bộ màn hình mới này ấy, thì là chả biết là do vận chuyển hay là do như nào, nhưng mà nó vẫn cái màn hình nó vẫn bị hơi xước xước các bạn. Em mới đen trên này này, để em cho các bác xem một chỗ xước xước của nó. Ồ, khó nhìn thấy nhỉ. Tắt đèn này đi xem nào. Đây, nhìn thế này thì các bác sẽ thấy cái độ xước. Đây này, nó sẽ hơi xước xước chỗ này, này. Đấy, xước xước chỗ này này. Đấy, và chờ tôi chờ tí xem nào. Đây, nó sẽ xước ở chỗ đấy, ở dưới này thì xước nhẹ hơn, có mỗi chỗ này xước nhiều nhiều tí thôi đó, nhưng mà phải nghiêng ánh điện như này các bác mới thấy nhá nhé. Đấy, còn các bác yên tâm là cái bộ màn hình này hoàn toàn là mới tinh và chưa hề có lưu ảnh thôi. Chắc trong quá trình vận chuyển thì người ta làm xước thì quả này cũng đỡ được các bác ạ. Đấy, thì còn còn lại thì là cái khung viền này thì là mới tinh các bác nhé. Đấy, bật đèn này xem nào. Đây, cái khung viền này là khung viền mới tinh các bác nhé, các bác yên tâm là cái khung viền này chưa hề có một vết xước nào. Có một cái sim ấy, cái khay sim ấy là nó bị một cái xước bẹt tí ở đây này, rất là khó nhìn, tại vì cái khay sim này nó là cái khay sim cũ các bạn. Em không mua được cái khay sim mới các bạn, khó mua quá nên là thôi phải dùng cái khay sim cũ thôi. Đấy, còn lại thì khung viền nó hoàn toàn là chưa hề có vết xước nhé, cho nên các bác yên tâm. Khung viền của thứ là chưa hề vết xước này, còn nguyên cái miếng siêu viền này này đó, cho nên các bác yên tâm. Bảo đảm cho các bác là cái khung viền mới tinh, chỉ có mỗi cái khay sim là khay sim cũ nhưng mà vẫn còn rất là mới, nó bị xước hơi hơi thôi đó, cũng rất là khó nhìn đó, nhưng mà cứ nói cho các bác biết vậy. Đấy, còn lại thì đấy, do cái màn hình cái chỗ này đấy, do cái màn hình này nó hơi bị xước xước chỗ này tí thôi. Đấy, thì về chức năng nhé. Em cũng nói luôn là về chức năng ấy, thì là con này hoàn toàn không có một lỗi lầm gì cả, và cái cổng sạc này này là cái cổng sạc mà em đã thay nguyên cái bộ cáp sạc mới tinh nhé các bác nhé, mới tinh chứ không phải là sửa chữa hay là gì cả, thay mới tinh luôn, coi như các bác về là các bác dùng mới tinh luôn, em chỉ mới cắm vài lần thôi. Đấy, rồi em sẽ test lại cái chức năng cho các bác xem nhé. Đấy, trước tiên là camera trước đi, camera bình thường các bác nhé. Đó, cam trước này, đó, bình thường các bác nhé. Ok, cắm cái tai nghe, đây, tai nghe bình thường nhé, nó bật hi-fi DC bình thường các bác nhé. Ok, con này còn L1 các bác nhé, đây, L1 đây, dành cho bác nào thích xem phim, đó. Ok, thì con này sẽ đang chạy Android mấy nè, vân tay bình thường các bác nhé. Con này đang chạy con này lên là Android 13 rồi các bác nhé. Đấy, số email nó đây. Ok các bác, thì ngoài này ấy, nó cũng chả có gì để test đâu, ngoài cái việc tí nữa cắm sạc ấy thì em sẽ thì cắm sạc luôn đi, em vào trong em cắm sạc luôn để em xem còn cái gì em test nốt. Ok, chờ tí nào, rồi chả còn gì đâu, em sẽ vào trong test cho các bác luôn nhé. À đây, quên, wifi Wi-Fi với 3G nữa chứ. Đây, nhận Wi-Fi. Rồi, ok, Wi-Fi bình thường các bác nhé. 2G này, nghe gọi phát này. Tiệm cận bình thường các bác nhé. Ok các bác, ra ngoài rồi. Ok, em sẽ vào bên trong em test nhé.
Em thích nhanh thôi, tại vì cái này các bác yên tâm, nó không có vấn đề gì cả. À, con này thì sẽ không còn áp đâu các bác nhé. Rung này, rung rất mạnh. Xoay ngang xoay dọc này. Đây, quan trọng là mấy cái mic này. Mic dưới ok nhé, không có vang vọng gì cả. Mic trên ok. Mic 3 ok. Mic 4 này. Ok hết các bác nhé. 4 mic đều bình thường. Cảm ứng này thì đây là bộ màn hình mới. Nhiều khi cũng không phải test cái này đâu, nhưng thôi cứ test lại cho các bác yên tâm. À, ok hết nha các bác nhé. À, con này sẽ đương nhiên sẽ không còn áp suất đâu, em sẽ test cái màn hình để cho các bác yên tâm. Đây IMBL bằng 1 đây các bác nhé. Đây. Đây các bác yên tâm. À, con này hoàn toàn là sẽ không có hề có lưu ảnh hay là một con này thực sự màn hình rất đẹp luôn các bác nhé. Không có lỗi lầm gì. Ok, các bác yên tâm, con này màn hình mới mà, chả cần test được. Rồi, em sẽ test cái phần cổng C này. Chờ gì em bật cái. Đây. Thì em lúc đầu em cũng đã nói rồi đấy. Cái cổng sạc này là em thay phần làm một cái cáp mới tinh, cho nên các bác yên tâm nhé. Còn rất là chắc chắn và nhận sạc nhanh bình thường. Thì các bác yên tâm, không phải lo. Đó. Và sẽ cắm cái 25W này. Đó, có thấy không? Đó, các bác yên tâm nhé. Cái cổng sạc này bảo đảm cho các bác là nó mới tinh rồi. Các bác dùng về rất yên tâm. Thì em sẽ tháo nó ra để cho các bác biết là bên trong nó có thiếu cái đồ gì không. Tại vì em thấy là gần đây anh em mua máy ấy, thì rất sợ là dựng dựng thức kiểu là dựng thiếu đồ ấy. Còn nhiều nhiều shop thì người ta sẽ không cho anh em tháo ra đâu. Thì đây nhận thân em tháo luôn ra cho anh em xem luôn. Tháo nhanh thôi. Em sẽ tháo phần trên thôi, cái phần dưới thì các bác yên tâm, nó cũng chả có gì để mà phải tháo ra cả, tại vì cái phần dưới có mỗi cái cổng sạc thì em nói rồi, nó là cái cổng sạc mới tinh luôn. Đây, sạc mới tinh luôn các bác nhé. Đây này, nó là cổng sạc mới tinh luôn nhé. Nó như thế này, em đang có hai cái mà em mới nhập về hai cái, thì một cái như này thay vào đây rồi, thì các bác yên tâm. Đấy, nói chung là nhiều khi các bạn mua sạc đồ cũ về các bác cứ nghĩ là ngon ăn, nhưng mà thực ra là kiếm đồ để thay vào cũng quá tội các bạn, nhiều khi là cũng chả có lãi lời mấy đâu. Đó, các bác. Đây. Thì đây là cái main của con này. Đây là main T-Mobile chuẩn xịn thôi nhá, không hề có sửa chữa gì cả. Nên các bác yên tâm. Miếng đồng tản nhiệt còn hết. Đấy. Và đây. Đây là cái miếng đồng này vẫn còn bình thường các bác nhá. Đấy, miếng đồng xịn theo xe máy luôn, chưa hề bị bóc ra. Vẫn thẳng băng đây này. Đấy, các bác yên tâm. Cục pin là cục pin zin các bác nhá. Đây. Bình gì đây, cái cáp sạc này là mới tinh các bác nhé. Đấy, em bỏ vào đây rồi, các bác yên tâm. Đấy, cục pin đây, cục pin còn rất là cứng cáp. Đấy, em còn chưa dán lại nhé. Đấy, để các bác biết được là cục pin này còn khá là ngon. Như em để cái thời gian chờ ấy, tại vì em đang chờ cái thời gian vừa rồi là phải chờ cái camera trước này này, tại vì em thiếu cái camera trước các bạn, nên em phải chờ, nên là em biết cái thời gian chờ của cái cục pin này khá là ngon. Để qua đêm không bật cái gì chỉ mất khoảng 1-2% thôi. Đấy. Còn bật cái gì thì chưa, nếu mà bật cái, tại vì nhiều bác test pin thì các bác cứ để từ 100% ấy, từ 100%, xong rồi các bác bảo là để qua đêm nó không tụt phần trăm nào, thì đúng, nếu để từ 100% thường thường nó sẽ không tụt phần trăm nào các bạn, nên các bác phải để, nó phải để từ 8, 9, 98 hoặc là từ 90% trở xuống ấy, thì các bác mới biết được nó chính xác.
chứ nhiều ông chả hiểu cái gì để từ 100% nó xong qua đêm bảo là nó không tụt phần trăm nào, xong là nhiều ông nghe thế tưởng là ngon nhưng mà thực ra là công phải biết là công test như thế nào rồi có bật cái gì không. Nên chung cái này nó rất là dài dòng cho nên các bạn yên tâm, cục pin này đương nhiên nó sẽ không còn phải là 100% nữa, em đang đoán nó tầm khoảng 92 93% đấy, tầm đấy. Ok thì cũng chẳng còn cái gì để mà phải sâu cho các bác nữa, các bác yên tâm cái đấy, cái cáp sạc này thì mới tinh rồi, đồ đạc trong này thì bình thường hết đấy, cho các bác yên tâm mà dùng nhé các bác nhé. Nhiều bác mua hàng về sợ này sợ kia quá, thì các bác sợ là bị luộc miếng này, sợ cáp sạc không ngon, thì hai cái này em đã giải quyết cho các bác rồi nha, các bác yên tâm rồi. Ok chào các bác.